Chí Minh sẽ lên sân khấu để nhận một bó hoa tươi thắm đến từ ông Lê Trường Mạnh, tổng giám đốc tập đoàn Đông Dương, một bó hoa tươi thắm để thay cho lời cảm ơn vì ông đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng ta, và chúng ta sẽ quên đi cái sức khỏe của bản thân và đặc biệt là với gia đình mình. Nhưng mà trong khoảng thời gian vừa qua, sau cái trận đại dịch rất là lớn, và em tin rằng là đây là một cái cột mốc mà để tất cả chúng ta đều phải nhìn nhận lại đâu là cái điều mà quan trọng nhất, đâu là cái điều mà chúng ta cần quan tâm nhất, và ai cũng sẽ phải có một cái câu trả lời, đó chính là sức khỏe, và đặc biệt là sức khỏe của ông bà, của bố mẹ, những người thân yêu của mình. Và nếu mà để nói là về tất cả giới trẻ thì em có lẽ là không dám đánh giá, nhưng mà cá nhân em thì đối với em, sức khỏe của bố mẹ, của ông bà mình chính là một cái thứ mà giúp cho mình yên tâm làm việc, yên tâm mà để có thể phát triển sự nghiệp, cho nên là em rất là quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ mình. Dạ. Rất là cảm ơn Châu Bùi, và không biết là Châu Bùi có thể gửi một lời chúc nào đến với những quý vị quan khách đến tham dự chương trình ngày hôm nay trong dịp năm mới. Thêm một chút, tại vì bản thân bố Châu thì cũng là một người mà có bệnh cao huyết áp trong 20 năm nay. Và mình biết được là cái sự nguy hiểm của căn bệnh này, và Châu chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới Hành Trình Nhân Ái và Kênh Sport vì đã giúp cho giới trẻ nâng cao cái nhận thức về căn bệnh cao huyết áp nói riêng, cũng như là sức khỏe của bố mẹ, của người thân của chúng ta nói chung. Và Châu chỉ chúc là tất cả quan lữ khách ở đây sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều cái sự an yên bên gia đình, và cũng mong rằng là em có thể tiếp tục đồng hành cùng với cả Hành Trình Nhân Ái để lan tỏa một cái thông điệp cho các bạn trẻ là quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ chúng ta nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn Châu Bùi rất là nhiều. Và Thanh Thanh Huyền cũng rất là mong muốn được lắng nghe những chia sẻ đến từ chị Lâm Thúy Nhàn ạ. Dạ, thật sự thì chị Lâm Thúy Nhàn có rất là nhiều người theo dõi trên các nền tảng ở trên mạng xã hội, và mọi người cũng rất là quan tâm tới gia đình của chị. Thì không biết là nãy giờ thì Thanh Huyền hỏi tới ai là mọi người đều nói là trong gia đình của em có người mắc cao huyết áp. Thực sự thì đây là một cái thông tin mà mình cảm thấy rất là lo lắng. Còn đối với chị thì chị cảm thấy như thế nào? Mình có lo lắng, có sợ là gia đình của mình, ông bà của mình có thể mắc căn bệnh này không ạ? Dạ, thì thật ra là nãy giờ mọi người có nói là chia sẻ là trong gia đình, rồi còn bản thân chị là chị bị mắc, tại vì đợt bị mắc cao huyết áp thai kỳ. Thì cái đó là lúc đó là em cũng đã quen rồi á, vì đứa đầu tiên của em thì em không có, kiểu như em rất là bình thường cho nên là em không có để ý lắm, thì em tăng cân hơi ít, xong rồi lúc mà sinh ra thì con hơi nhỏ, cho nên là đến bạn thứ hai thì mọi người kêu là ráng ăn nhiều đi, rồi để cho con vô con để nó to hơn á, xong rồi đến đứa thứ hai thì em ăn nhiều quá, rồi em tăng cân nhiều quá nên em bị cao huyết áp thai kỳ luôn. Thì đó, thì cái đó em là bản thân em, xong rồi lúc đó em là đã làm quen với cái máy đo huyết áp rất nhiều lần rồi. Đó là đến đó thì vẫn đi khám bình thường thôi, nó không có gì là khó chịu, nhưng mà giống như ăn vô thì mình không có ăn được ngon nữa, mình cảm thấy lo lắng, rồi nôn mửa nè, rồi bị xanh xao, xong rồi nói chung là làm cái gì cũng bị stress luôn, bị căng thẳng luôn. Thật ra là nó cũng, bác sĩ nói là thôi cứ về cứ sống bình thường đi, không có gì hết, bổ sung rau rồi nọ. Đó thì cái đó là chị có, thì bắt đầu lúc đó thì em mới bắt đầu quan tâm đến cái việc này, rồi hỏi. Thì từ nhỏ đến lớn giống như mọi người là đều chứng kiến là ông bà cha mẹ đều bị, và ba mẹ em thì không, thì ông bà em thì cũng từ cái máy bóp tay rồi lớn rồi đến đó, rồi đến em, cuối cùng em là người trẻ trong nhà mà lại bị, tại vì là ăn uống không điều độ, cho nên nãy giờ là bác sĩ nói là em rất là kiểu thấy là có liên quan đến mình á. Xong nhưng mà cũng nhờ đó thì em bắt đầu là sau khi tăng cân nhiều hơn thì biết tập thể dục, rồi quan tâm đến sức khỏe hơn, chứ biết ăn rau, trước đó là em không bao giờ ăn rau, sống đến năm 33 tuổi em vẫn chưa ăn rau trong cuộc đời em. Nhưng mà sau đó là em biết ăn rau rồi, em biết quan tâm hơn. Nói chung là cái gì mà mình trải qua rồi, mình có kinh nghiệm á, thì từ đó cho nên là em quan tâm đến sức khỏe hơn. Cho nên là về con cái, về gia đình á, thì bình thường trên Facebook hay là trên những cái mạng xã hội, mọi người đều thấy là em rất là quan tâm và chia sẻ những cái vấn đề đó. Dạ, xin được cảm ơn. Cảm ơn tất cả những quý vị đại biểu có mặt ở trong buổi hôm nay.
tôi rất là hân hạnh là được đến dự cái chương trình trình nhân án. Khi tôi nghe đến mục đích của cái chương trình này thì tôi thấy tôi rất là vui và tôi mừng là vì đất nước của chúng ta có được những cái người mà có tâm như là các anh chị trong cái tập đoàn của công ty của chúng ta. Thì nhân tiện đây thì tôi cũng xin chia sẻ một ít. Cái bệnh tăng huyết áp thì các bạn nghe nói rất là nhiều. Tăng huyết áp là một bệnh lý mà một cái người chuyên môn người ta sẽ định nghĩa đó là sự lớn tuổi. Đặc biệt là 2/3 những người lớn tuổi trên 60 là sẽ bị tăng huyết áp. Đây là một cái sự người ta gọi là sự lão hóa của hệ thống mạch máu của chúng ta. Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành. Sức khỏe của ông bà, của bố mẹ, những người thân yêu của mình. Và nếu mà để nói là về tất cả giới trẻ thì em có lẽ là không dám đánh giá. Nhưng mà cá nhân em thì đối với em, sức khỏe của bố mẹ, của ông bà mình chính là một cái thứ mà giúp cho mình yên tâm làm việc, yên tâm mà để có thể phát triển sự nghiệp. Cho nên là em rất là quan tâm đến sức khỏe của cha mẹ mình. Dạ. Rất là cảm ơn Châu Bùi. Và không biết là Châu Bùi có thể gửi một lời chúc nào đến với những quý vị quan khách đến tham dự chương trình ngày hôm nay cũng như dịp năm mới. Thêm một chút, tại vì bản thân bố Châu thì cũng là một người mà có bệnh cao huyết áp trong 20 năm nay. Và mình biết được là cái sự nguy hiểm của căn bệnh này. Và Châu chỉ muốn gửi lời cảm ơn tới hành trình nhân ái và Kingsport vì đã giúp cho giới trẻ nâng cao cái nhận thức về căn bệnh cao huyết áp nói riêng, cũng như là sức khỏe của bố mẹ, của người thân của chúng ta nói chung. Và Châu chỉ chúc là tất cả quan du khách ở đây sẽ có một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều cái sự an yên bên gia đình. Và cũng mong rằng là em có thể tiếp tục đồng hành cùng với cả hành trình nhân ái để lan tỏa một cái thông điệp cho các bạn trẻ là quan tâm đến sức khỏe của bố mẹ chúng ta nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn Châu Bùi rất là nhiều. Và Thanh Thanh Huyền cũng rất là mong muốn được lắng nghe những lời chia sẻ đến từ chị Thanh Thúy Nhàn ạ. Dạ.
Xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí mật VBIT. Chúc các bạn những ngày tốt lành.